Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tô một con ếch. Đầu tiên mình sẽ tô chân của nó trước. Chân mình sẽ tô màu xanh lá cây. Mình đã tô xong một phần chân nó rồi, bây giờ mình sẽ tô phần chân thứ hai của nó nhé. Mình sẽ tô hai phần chân to của nó. Ở con ếch này chỉ có ba móng chân. Mình đã tô xong cái chân thứ ba, chân thứ bốn. Mình gần tô xong cái phần chân rồi. Cái này thì em không. Phải tự đặt về nhé. Mình đã tô xong chân của con ếch rồi nhé. Bây giờ mình sẽ tô đùi nó nhé. Thế này em cũng tô một xe lần cây. Mấy con ếch này rất là đẹp nha. Trong hồ sen các bạn đẹp không các bạn, quá đẹp. Mình làm tô xong một cái hơn nổi nhé. Chân của con ếch. Thế là mình sẽ tô cái đùi bên cạnh thứ hai. Mình sẽ tô một cái chân bên cạnh của nó nhé. Gắn tô xong cái đùi nó nhé. Mình gắn tô xong cái chân nó rồi. Thế tô xong cái chân nó, bây giờ mình sẽ tô bụng nó. Bụng của nó cũng sẽ chọn màu xanh. Màu xanh là cây nhé. Mình đang tốt bụng của nó nhé.
Nhìn cái mắt nha. Để làm cho xong con tết này nha. Cách này là màu xanh. Con khách này rất đẹp. Làm cho xong cái chai này nhé. Mình đang tô bên má của nó. Xong đầu nó nhé. Bây giờ mình sẽ hơ mắt của nó. Mắt của nó thì mình sẽ tô màu xám. Mình sẽ mắt của nó mình sẽ tô màu xám. Cách này có hai con mắt to như chỗ bạn thấy đẹp không? Đấy, mình đã tô xong mắt của nó nhé. Mình sẽ vô tô cái mắt tiếp theo. Mũi nó thì mình cũng có màu xám. Có bạn mình gần hoàn thành bức ảnh nhé. Mình làm tô xong bức tranh con ếch rồi nhé. Các bạn ơi, mình đã hoàn thiện bức tranh con ếch rồi nhé. Video của mình đến đây kết thúc rồi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.